Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái cô gái rất là xinh đẹp đúng không? Rất là trẻ trung, rất là có duyên mà ra làm kinh doanh bản lĩnh lắm với các bạn. Em giới thiệu cho mọi người biết em tên là gì và hiện tại em đang làm gì? Dạ, em tên là Đoàn Thị Kim Đào, thì hiện tại em là founder của công ty Luật Invo. Công ty này là chuyên về các bản giấy phép và đăng ký sở hữu trí tuệ. À, dạ. Vậy thì em đặt cái tên Invo nghĩa là sao? Dạ, ban đầu khi mà đi học thầy xong thì thầy hay giao bài tập về đó, thì trong 2 tuần đó là em sẽ suy nghĩ cái tên thương hiệu và cũng như logo thiết kế. Lúc đó em suy nghĩ hoài cho nên là em nghĩ là Invo nghĩa là thương hiệu của mình, làm sao Invo được trong lòng của khách hàng. Và thế là em để cái tên đó tới ngày hôm nay. Ok, thú vị, rất là thú vị. Vậy thì làm một người nữ mà ra kinh doanh đúng không, nó sẽ sóng gió hơn người nam nhiều. Dạ. Vậy thì những ngày đầu em có bị thứ nhất là thách thức luôn chứ em, là thách thức trong gia đình ba mẹ rồi có nói với ông, hoặc là thách thức với chồng của mình không? Dạ. Nó có ba thách thức. Dạ. Em thì không có bị thách thức gì trong gia đình cả. Nhưng mà em thách thức trong chính bản thân em. Em không biết là em làm được không. Em rất là lo sợ. Và lúc đó em cũng không biết mình làm ngành này nó sẽ ra sao nữa. Và không có một, em cũng không thấy trước mắt mình là một cái gương ai là làm ngành này nó ok hay không. Lúc mà vào thầy á, thì em nghĩ là em định kinh doanh mỹ phẩm nè. Em kinh doanh là than hoạt tính, nói chung là em kinh doanh đủ thứ hết. Rồi cuối cùng là em nghĩ hoài, em mới nhắn tin cho thầy. Là em nói là bây giờ em có cái nghề làm các loại giấy tờ này nè, thì em kinh doanh được không? Thì thầy nói là ổn. Cho nên là lúc đó em bắt đầu luôn chứ em chẳng biết là khi làm nó sẽ ra sao nữa. Vậy thì cái hành trình ra kinh doanh cho tới giờ này thì cái điều gì nó mang đến cái niềm vui cho em? Dạ, cái điều mà mang tới niềm vui cho em mà đó là mỗi một ngày á, em cảm thấy là em càng mở rộng hơn. Ví dụ như kiến thức của thầy dạy năm rồi, lúc mà em mới học, thì đến ngày hôm nay là em làm một cách ngọt ngào hơn. Năm rồi là em ao ước là mình có những cái video. Nhưng mà năm nay em có hẳn một cái kênh YouTube là em thấy rất là hài lòng. Và các cái website, nói chung những gì thầy dạy á, thì từ từ em ngắm và em làm, em thấy nó rất là tốt. Vậy thì trong hành trình kinh doanh cho tới giờ này, có điều gì nó làm cái những lúc mình phải chùng lòng, mình buồn, có thể là khách hàng, có thể là chồng của mình, hoặc là có thể là ba mẹ mình, hoặc là đứa bạn của mình, cái gì đó. Nó làm cho mình buồn và nhiều lúc mình nản kinh khủng. Có cái đôi lúc là em thấy sự cô đơn. Khi mà em đi làm á, thì sáng đi vào là có đồng nghiệp. Nói chung là mình có một cái cộng đồng, mình rất là vui. Nhưng mà khi mình làm một mình á, đôi khi á là mình phải suy nghĩ sắp tới mình sẽ làm gì một mình. Rồi cái gì mình cũng phải suy nghĩ một mình. Mà mình chia sẻ với người khác thì họ không có hiểu được hết cái đứa con của mình. Đó, thì đôi khi em thấy cô đơn rồi em buồn. Nhưng mà ngày hôm sau em lại vực dậy. Em đi học cái chương trình là Be Big Boss của thầy á, thì em được lấy lại năng lượng và em lại tiếp tục. Thì một năm mấy nay nhìn lại thì em thấy là mình đã làm được rất nhiều thứ. Và em thấy là mình cứ mỗi ngày mình làm từng chút và mình cải thiện. Làm sao mà em kéo chồng em ra làm kinh doanh được hay vậy? Ông xã, do là cái ngành của ông xã em á là em muốn là kinh doanh thêm mảng giáo dục. Nhưng mà hiện tại á, cái ngành em á, thầy em cũng có hỏi ý kiến thầy là bây giờ em có nên khép lại cái ngành này em qua làm mảng giáo dục hay không. Thì thầy có nói là cái bầu sữa này nó đang có thì mình không nên bỏ nó. Đó, cho nên là về hai vợ chồng đưa lên bàn cân là coi cái ngành nào sẽ phát triển quy mô lớn được. Thì ngành em có thể làm ok được. Cho nên là hai vợ chồng là quyết định tiếp tục ngành của em. Ok. Vậy thì cái hướng sắp tới nữa của Luật Invo nó là gì? Năm 2021, 2022, 2025? Dạ, hướng sắp tới nữa của tụi em á, là tụi em sẽ đánh mạnh vào kênh YouTube. Kênh YouTube trong năm 2020 của tụi em á, là phải đạt là 250 đoạn video. Và tụi em sẽ đánh mạnh là kênh website. Website là các cái từ khóa trong bộ từ khóa tụi em đặt ra nó phải lên tới. Dạ, rồi các kênh online của tụi em ổn, đó là định hướng. Cái tầm nhìn về kinh doanh. Dạ, tầm nhìn về kinh doanh sắp tới á, thì các cái sản phẩm như giấy tờ này của em á, thì tụi em sẽ mở rộng sang các tỉnh thành cũng như là mở rộng sang các tỉnh khác. Sản phẩm cụ thể của em là gì? Sản phẩm hiện tại cụ thể của em như là giấy an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số mã vạch cho các sản phẩm, công bố chất lượng sản phẩm, và đăng ký bảo hộ cái thương hiệu độc quyền, đó là 5 sản phẩm chính của bên em. Cái lượng khách hàng em làm cho tới giờ này là được bao nhiêu khách rồi? Trong cái data của em á, hiện tại á, là khoảng 400 mấy khách. 400 mấy khách rồi. Dạ. Vậy thì
Vì sao hồi đó em biết là bị như vậy? Ngày xưa là em kiếm trên YouTube, em soạn, em ghi là ý tưởng kinh doanh. Nói chung lúc đó em không biết kinh doanh gì hết trơn á. Rồi vô tình là em gặp cái đoạn video của thầy trên YouTube. Và từ đó thì dẫn em tới đây. Rồi sau khi em học lớp thử rồi em thấy là phù hợp với bản thân em. Cho nên là cuối cùng là em đi học. Em đi học xong thì em về em làm có kết quả, cho nên lúc đó là ông xã em mới đi theo học. Em gửi một cái lời chia sẻ, một cái câu chuyện đến những cái bạn đang xem video này. Dạ, em muốn nhắn nhủ với các bạn á là nếu như các bạn có ý muốn là kinh doanh thì trước tiên á là các bạn hãy có kiến thức về nó trước đã, rồi các bạn hãy bắt đầu làm. Tính của mình á là mình có kiến thức, mình nhìn được tổng quát đi rồi mình mới bắt đầu làm, thì đó là cái kinh nghiệm của mình. Dạ. Rất là tuyệt vời. Ủa mọi người muốn liên hệ Giang thì liên hệ sao? Mọi người có thể là lên Google hay là lên YouTube search là Luật Info là có thể ra được bên em. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn vừa rồi giao lưu với bạn Kim Đào. Chào các bạn, gặp các bạn lại sau. Bye bye.